quay mẫu nha, quay mẫu như một lần theo nhạc rồi mình nhấn chậm lại cho nó nhanh. Đầu tiên để 3 chữ trái này, 4 câu, sau đó là 5 câu. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, câu 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, câu 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một câu 4 là câu dọc phải bước lên dọc về chỗ và chậm đứng lại. Câu 5 là phải câu 3, thế thôi, có 5 câu. Vậy coi mình đi chậm một lần nữa rồi nhắc lại anh sẽ đi dễ hơn nha. Câu 1 này: tiến, dậm, lùi, đuổi và 5 tách ra. Đấy, để rút chân phải về 6-7-8, 6-7-8. Câu thứ 2, buông chân ra 2, rồi dậm chân phải chỗ 2, bước tới 45 độ 3-4-5, rồi rút chân phải về 6-7-8. Câu 3, câu 3 với 5 giống nhau, ngang trái là 3, 2 đi tới, rồi bắt đầu chúng ta đuổi, đuổi vòng lại, đuổi, 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 6-7-8, đuổi, 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 đấy. Câu thứ tư chúng ta sẽ bước lên một bước và dậm tại chỗ, nâng cao tay trái để chậm nữ lại, 4, 2, chậm nữ lại, 6-7-8, 6-7-8, rồi tiếp theo mình đọc lại cái hướng câu 3, là câu 5, 5, 2, tới, chờ chờ trang. Chà chà chà, tới luôn. Chà chà chà. Tư thế giang tay nhạc như thế này, ok. Rồi, tức là mình phía trước vuông ống này, tay vuông ống. Rồi, câu 1 này: 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 và giữ nguyên đã, giữ nguyên nha, 5 trong vuông nha. Rồi, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Câu thứ 2, buông chân trái ra 2, 2, 3, thứ 3, 4, 5. Rồi, câu đó 6, 7, 8. Câu thứ 3 thì chúng ta sẽ bước sang ngang, không ngang hẳn luôn, không đi tới, mình ngang, ngang hẳn là 3. Rồi, 2 bước tới. Rồi, tiến lên 4, 5. 3, 4, 5, 4, 5, bước tới 6, 7, 8. 6, 7, 8. Rồi, câu thứ 4 chúng ta chỉ tiến một bước và dậm về chỗ. 4, 2, dậm, 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 dậm. Câu thứ 5 lặp lại câu 3, bước sang ngang là 5, 2 bước tới, chà chà chà, tới luôn, chà chà chà, và chúng ta lặp lại từ đầu. Ok, đáp cùng nha. Khi chúng ta đáp và ôn lại và chúng ta nhớ lại thì là mình cứ nhớ cái câu 1 xong đó, câu 2 xong đó, nhớ từ cái đoạn 1, sau đó một tăng tính nhanh theo nhạc thì nó tính xong, thì là mình phải đi riêng từng cái. Câu 1, 1, 2, chà, chà, 5, 5 nữa nha, không có thể rút lại luôn. Tại vì chúng ta đi phải đợi một cái cỗ máy nó phải đi cùng, chứ không có chuyện một bộ phận đi trước. Thành ra chúng ta sẽ bị rớt. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Giữ nguyên vậy để chúng ta kết nối với phần tay và chỉnh cái tay. Chỉnh tay này ha. Rồi, nâng cao lên, rút về 6, 8 này. 6, 7, 8. Xong chưa? Rồi, khi xong rồi, cái thời nâng lên ha. Rồi thì cái chân mình vẫn làm, mà cái tay thì giờ hiện tại mình chưa chủ động được thì thôi, ít lói chân ha. Câu 2 này, 2 bước tới rồi, 3, 4, 5, rồi 6, 7, 8, chưa đếm mà, rồi 6, 7, 8 nha, 6, 7, 8, rồi tiện đây đang chưa chuẩn bị về vị trí cái đưa tay ra luôn, là chúng ta đi câu 3, 3, 2 đi vòng ra đúng không ạ, đúng không ạ, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8, đuổi, đúng rồi. Rồi câu thứ 4, anh sẽ bước lên một bước và dậm về chỗ thôi để cho đứng xoay, chậm tay lại, 4, 2, 2 phải dậm nha, 2, rồi rút về, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 6, 7, 8, tay đánh trên cao, chưa trở chảo như thế này thì đưa tay lên luôn, vừa đưa vừa chỉnh, và chúng ta đứng ra, 5, 2, chà chà chà, chà chà chà.
cố gắng là dậm cái chỗ mà cha 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 cho nó đều hai cái một để cho khỏi quên. Tức là 3, 4, 5 liền á, 6, 7, 8 liền á. Rồi câu 1 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 câu 2. 2, 2, 3, 4, 5 6 câu 3. 3, 2, 3, 4, 5 6 câu 4. 4, 2 dậm 6 câu 5, 5, 2 chà 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 6 từ đầu 1, 2 đi đều bước 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5 6 câu 3, 3, 2, 3, 4, 5 6 câu 4, 4, 2 chà chà 5 6 câu 5, 5, 2, 3, 4, 5 Đó, vậy thôi, đó, theo người đến đây thì của mình nhờ. Rồi, câu 1 1, 2, tay vào vai 6, 7, 8 Hát phân đó, câu 2 nha 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi, anh chị dáng này nhé. Đi nhanh những rồi thôi, những cái này lại bỏ đi. Câu 3 3, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 4 này, thả lỏng anh lên. Đưa lúc đầu thôi. 4 thả lỏng 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Rồi, vẫn phải nâng nha. Rồi đưa cái tay ra, đồng thời cơ thể bước ra nhé. Mỗi xe biết 5, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Luôn luôn phải nâng lên. Đó, mắt ra để tay nâng lên. Thì khi đi nhanh thì cái này nó hỗ trợ rất là nhiều. Rồi, ok. Nhanh đều nha. 2, 3, 1, 2 cha 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 6, 7, 8 2, 2 cha 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 6, 7, 8 3, 2 cha 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 6, 7, 8 4, 2 cha 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 6, 7, 8 5, 2 cha 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 6, 7 thôi theo đó nhớ cái này lên rồi nhớ nha. Muốn nghe là câu nhạc á, bung 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 bỏ, bung bung mất rồi nghe được mất rồi vào cái câu bắt đầu chắc cái bung bung chắc cái một cái luôn ha, bung 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 chắc bung bung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì chắc mất rồi thật bung là một thôi, 1, 2 bung 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 không đem tiếp còi đấy chắc cái bỏ 1, 2, 3 chắc cha 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 2, 2 cha 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 3, 2 cha 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 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi về chỗ này trái nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5 Chứ chúng ta có 1 chân nhưng mà phải có chân trái ngoài. Chân trái ngoài tức là thì con đầu chỗ lớn lên thôi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5 6 từ đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2 Nó trọng hơn nhưng mà nó mạnh hơn. Nhìn thế này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi nghe nhạc này nè, ở chỗ
5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Đó. Nghe nhau cái tiếng nhạc chống đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.